Xin chào mọi người, mình là Thầy Yate. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tháo khuôn chậu lục giác 50 sen tùng. Đầu tiên chúng ta cần tháo dây chằng. Mục đích của việc chằng dây này là để hạn chế chậu bị nứt sáu góc. Do trong quá trình tháo lòng trong chúng ta tác động lực vào chậu. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng kìm để nhới ốc. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ tháo hết ốc ở bên sườn và tháo hết chốt ở dưới đáy. Nhưng chúng ta sẽ để lại hai chốt ở bên sườn ngang để chúng ta di chuyển chậu nhé. Sau khi tháo gần hết chiếc cố định thì chúng ta sẽ di chuyển chậu đến một góc nghiêng như thế này để thuận tiện cho việc tháo khuôn chậu và tháo đáy chậu. Các bạn nên đặt chậu lên một bề mặt mềm để tránh bị xước xước trong quá trình tháo khuôn. Đây là mình để lên trên đống cát. Rồi chúng ta sẽ tháo hết các chốt cố định còn lại. Các bạn dùng búa cao su gõ nhẹ dưới đáy chậu để cho khuôn chậu bắt đầu nong dần. Chúng ta sẽ xếp lấy. Chúng ta gõ như này thì khuôn chậu sẽ tự nong ra. Khuôn chậu của mình thì mình thấy rất là dốc, lấy vỏ ngoài cũng rất là dễ thôi. Có cái đáy này thì mấy lần đầu mình thấy cũng hơi khó lấy, mà lấy ra rất hồi hộp. Vì mình làm mấy lần đầu toàn bị gãy chân các bạn ạ. Chậu này mình đổ thì cũng khá là ổn. Nhìn rất là nét, rất là vuông thành sát cạnh. Thank you.
Chân trộm này các bạn, chân trộm ở gần hai cái nút thoát nước ý. Mình đổ cái trộm nào hầu như là cũng bị gãy. Và để khắc phục cái lỗi gãy chân trộm thì trước khi đổ mình lấy một thanh thép nhỏ uốn hình chữ V để vào đó, sau đó mình đổ. Nhìn chung cũng khá là ổn, mình chuộn với tỷ lệ là 1 xi cắt. Tiếp theo thì mình sẽ dùng giấy ráp để loại bỏ ba via và làm phẳng mặt trộm. Giấy ráp này thì mình mua loại này có 1.000 một tờ thôi, rất là rẻ. Phần đáy chậu này thì ba viên khá là dày, mình sẽ dùng bay để mà nặn trước. Sau đó chúng ta sẽ lấy giấy ráp để loại bỏ ba phía. Giờ chúng ta sẽ lật chậu để làm nốt một con lại. Tiếp theo chúng ta sẽ làm mịn chậu. Các bạn lấy giấy ráp đánh sao cho phẳng mịn. Mịn chậu này mình xử lý cũng khá đẹp rồi, chúng ta chỉ cần mài qua là được. Chậu này thì mình chỉ đánh ráp qua như thế này. Sau đó thì mình sẽ ngâm nước 2 đến 3 ngày, sau đó phơi khô. Phơi khô xong rồi là mình sơn thôi.
Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành tháo chân đôn. Chân đôn này thì mình thấy tháo cũng khá là dễ, có mấy cái thì nó cũng nong ra rồi. Các bạn cứ gõ dưới chân thì trái qua phải, hoặc thì phải qua trái, cứ gõ dưới chân thì nó sẽ ra. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng lưới giáp để mà đánh cho nó vuông. Rồi bỏ vào viên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tháo lòng trong của chân đôn. Các bạn lấy một miếng xốp
hoặc một phần mềm, sau đó chúng ta úp ngược chân đun lại. Sau đó các bạn dùng kìm nhớ hết tất các ốc ở dưới chân đun ra. Sau khi đã nhớ hết ốc ở dưới chân đun ra thì chúng ta sẽ bắt đầu lay từ từ ở sáu chân của chân đun. Sau khi đổ xong thì mình thấy cũng khá ok, nhìn cũng rất mịn rồi, rất là vuông thành sát cạnh rồi. Mặc dù nó còn một chút bọt khí nhưng mà sau đó chúng ta sơn giả đá vào thì sẽ không nhìn thấy đâu. Sau khi tháo khuôn thì chúng ta sẽ để chậu ở một nơi râm mát các bạn nhé. Sẽ ném ít mút xốp để túi bóng, sau đó sẽ nhát vào hai lỗ thoát nước. Sau đó thì mình sẽ đổ nước vào. Mình lấy cái bọt biển này, mình lấy túi bóng bọc lại, sau đó mình sẽ nhát vào lỗ thoát nước. Nó không được tối ưu đâu, nó vẫn bị dốc các bạn ạ. Nó dốc thì nó sẽ dốc rất là chậm và nó dốc từ từ xuống cả cái chân đôn nữa, cho nên nó cũng là một lợi một hại.
Sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào ngâm thứ 2 đến 3 ngày. Mục đích của việc ngâm nước này là để xi măng chết từ từ, để cho chậu có độ bền hơn và sẽ không bị nứt trong quá trình sử dụng. Đây là mấy cái chậu mình đã sơn xong. Sau sơn ở đá vào thì hầu như là các bạn nhìn kỹ zoom lên cũng chẳng thấy gọi là lỗ bọt khí đâu bạn. Mình sơn sạch đá mà thì hầu như che được tất cả các khuyết điểm luôn. Mình đổ thì cũng có ít bọt khí ấy, nhưng mà sau khi mình sơn vào thì hầu như là sẽ không nhìn thấy nữa. Sơn thì chậu rất là đẹp luôn. Xin chào, chúc các bạn thành công.